trong kinh phật dạy với cái đối tượng đáng kính mà mình cung kính mình sẽ tự sinh ra phước báo đấy là sự thật kính phật thì mình được phước không phải là phật cho mình phúc mà phúc ấy chính mình cho mình bằng cái tâm cung kính của mình thưa đại chúng Nghe? sinh tâm cung kính tự mình được phước báo bao giờ cũng thế mà chùa mình thì thầy vẫn nói toàn thể phật tử của chùa đang tu cái tâm tâm cung kính đấy Để cô tiểu kính tâm vào, vào chùa trong à, cái, chuyện quan âm thị kính được đặt tên là tiểu kính tâm là phải tu cái tâm cung kính đầu tiên đó. người kính người sinh ra rất nhiều điều lợi ích còn không kính trọng nhau xem thường nhau đi thì xã hội này cũng sẽ, sẽ bất an rối loạn cho nên cái học cung kính này phải học từ nhỏ phải học cung kính học lễ đấy cái đó chúng ta gọi là học lễ rất là quan trọng